Thành phố Hồ Chí Minh xác định 25 ca dương tính liên quan tới giáo phái ở quận Gò Vấp. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết hôm nay, ngày 27 tháng 5, thành phố ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính liên quan đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng có địa điểm sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp, nâng tổng số ca mắc lên tới 25 người. 25 trường hợp này bao gồm những người sinh hoạt cùng trong giáo phái, người trong gia đình, người làm cùng tòa nhà với ca dương tính. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình nhận định, Hội Truyền Giáo đã tổ chức họp trong phòng kín đông người, gây ra tình trạng lây nhiễm nhanh. Hiện ngành y tế đang giải mã gen, sáng mai, ngày 28 tháng 5, sẽ có kết quả nguồn gốc chủng virus. Thành phố tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan. Tổng số địa điểm đang được phong tỏa để xử lý dịch có 10 điểm gồm Hóc Môn, 6 điểm, Tân Phú, 1 điểm, Gò Vấp, 1 điểm, quận 12, 1 điểm, Phú Nhuận, 1 điểm. Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy trong đêm là 127 mẫu, 70 F1 và 57 F2, 279 mẫu xét nghiệm mở rộng. HCDC cho biết hôm nay sẽ tiếp tục tầm soát tiếp xúc gần các F2 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa. Đánh giá sơ bộ của ngành y tế thành phố, đây là một chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến, phát hiện được nhờ các trường hợp có triệu chứng đi khám tại cơ sở y tế. Mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng nên việc tổ chức truy vết, tầm soát phải thần tốc, quyết liệt, hiệu quả. HCDC yêu cầu người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời tự giác khai báo y tế, nhất là những người có sinh hoạt hoặc liên hệ với giáo phái này. Các hoạt động sinh hoạt, làm việc của người dân, cơ quan cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện nay của chính quyền thành phố và địa phương nhằm góp phần kiểm soát, khống chế dịch bệnh lây lan. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.